Thưa quý khán giả, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa JAMA đã phát hiện trà xanh, một loại thức uống phổ biến có thể giảm gần 30% nguy cơ đột quỵ, theo nhật báo Anh Express. Còn một nghiên cứu khác trên 40.530 người Nhật Bản đã phát hiện những người uống hơn 5 tách trà xanh mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 26% so với những người uống ít hơn một tách. Không chỉ vậy, các nhà nghiên cứu còn phát hiện tiêu thụ trà xanh cũng làm giảm 26% nguy cơ tử vong do đau tim, nguy cơ tử vong do bệnh tật thấp hơn 16% so với những người uống ít hơn một tách mỗi ngày. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người uống nhiều trà xanh nhất có nguy cơ mắc bệnh mạch vành thấp hơn 28% so với những người uống ít nhất. Ngoài ra, một phân tích tổng hợp của 14 nghiên cứu khác cũng cho thấy trà xanh làm giảm đáng kể mức cholesterol xấu, LDL và chất béo trung tính.